Mình chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì hôm nay thì mình tiếp tục mình làm video về cái chủ đề là trồng bí hồ lô, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình ha. Thì hôm nay thì trả lời cho một bạn tên là Hùng Vũ. Thì bạn này là có trồng bí hồ lô đó, nhưng mà cái giai đoạn của bạn là đang ra nụ cũng như là kết quả. Thì bạn này có xịt là những cái dòng thuốc như là rầy cũng như là sâu các bạn. Thì bạn này có hỏi mình đó là liệu là cái bí của bạn là có bị thối cũng như là rụng nụ không, và nên dùng những cái loại thuốc gì cho nó có hiệu quả. Thì đó là cái câu hỏi của bạn Hùng Vũ ha. Thì mình cũng xin được là trả lời cho bạn cũng như là những cái người bạn đăng ký kênh của mình được xem và tham khảo ha. Thì khi mà mình xịt mà những cái dòng thuốc xịt rầy mà sâu các bạn, mà những cái dòng thuốc nóng á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng nha các bạn ha. Có thể là nó bị rụng thối luôn. Những cái dòng thuốc mà có ký hiệu là EC á, thì nó sẽ làm cho cái bông của bạn á, là nó sẽ bị rụng nè, thối nè. Hai nữa là cái lá ở trên cái dây bí hồ lô của mình các bạn thì nó sẽ bị vàng bà trái luôn. Nó rất là mẫn cảm đối với những cái dòng thuốc dạng nhũ dầu ha. Còn như bạn xịt rầy cũng như là sâu và những cái dòng thuốc mà mát á, ví dụ như thằng Ram nè, đó, thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nha các bạn ha. Và lưu ý á, là khi mà bạn xịt thuốc á, thì mình sẽ xịt vào cái buổi chiều thì nó sẽ có hiệu quả hơn ha. Và mình xịt á, như ví dụ như hàng Ram đi, bạn mua cái gói nó tầm đâu là chỉ có 20 ngàn cho một gói thôi, và mình pha với 20 lít nước á, là mình xịt được là nửa công đất. Còn một công á, là hai gói là khoảng tầm đâu là 40 ngàn đó. Thì mình xịt đi trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi là mình đã thấy cái hiệu quả khi mà mình xịt rồi, và bí của mình á, là nó không hề bị ảnh hưởng ha. Thì mình sẽ để cái link thuốc ở ở dưới cái đường mô tả của mình cũng như là cái hình ảnh cho các bạn tiện xem luôn ha. Cái gói màu vàng vàng nè. Đó. Thì còn đối với mà những bạn mà đăng ký mới mà muốn thêm kinh nghiệm về trồng bí hồ lô á, thì ở đây thì mình cũng xin chia sẻ luôn. Về cái cách chọn giống á, thì anh em là nên chọn những cái giống mà nó có đề kháng cao ha. Tại vì á, khi mà mình trồng á, thì ở dưới cái tiếng trùng của mình các bạn lúc nào nó cũng có ít hay nhiều thôi, nó rất là dễ bị chết nhát. Thì do đó thì mình sẽ sử dụng những cái giống á, các bạn mà nó có chất đề kháng cao ha. Ví dụ như là đồng tiền vàng nè, rồi giống trâu vàng nè, rồi trang nông nè, thì những cái loại đó thì nó tầm khoảng là 70 ngày là mình có thể là mình thu hoạch rồi, và cái năng suất nó cũng khá là ổn ha. Và cái thời vụ trồng á, thì anh em là nên trồng vào những cái tháng nắng thì nó sẽ đạt năng suất hơn. Còn những cái tháng mưa thì khi mà bí của mình mà nó đang ra bông các bạn mà gặp mưa vậy là thôi rồi luôn á, hầu như là nó rất là dở đó. Thì anh em là nên chọn những cái tháng nắng anh em trồng ha. Đó. Còn những bạn mà ở ngoài miền Bắc á, thì mà bạn mà muốn trồng á, thì các bạn có thể là xem lại cái video trước của mình, thì mình chia sẻ rất là kỹ về cái thời vụ mà để trồng bí hồ lô ha, dành cho ba miền luôn. Mình có một cái video cơ bản thì nó chuẩn vậy luôn á, các bạn có thể là xem lại ha. Còn về cái khoảng cách trồng á, thì mình ở đây mình trồng là từ 5 đến 6 tấc cho một gốc là chuẩn nha các bạn. Và chèo á, là mình sẽ lấy là từ 3 cho đến 4 chèo nếu như là cái dây bí của mình sung ha. Và cái cách ngắt đọt á, thì nó tầm đâu khoảng đâu là 7-8 lá thì mình sẽ bấm cho nó một cái đọt ha. Nó rồi rồi mình lấy chèo thôi. Và khi chèo của mình mà nó ra trái tầm đâu khoảng là 1 lạng đến 2 lạng á, thì mình sẽ tiến hành là mình bấm tim ngọn đợt 2 cho nó. Còn nếu như á, mà mình trồng bí á, mà mình thấy mà nó không ra trái nhiều đó, mà nó ra toàn là bông đực không á, thì các bạn cứ mạnh dạn các bạn bấm ngọn cho nó ha. Và các bạn ngưng nước cho nó 1 bữa đến 2 bữa ha. Thấy nó hơi hơi héo héo rồi cái mình mới bơm nước lại. Rồi rồi mình vô phân là tự động là nó sẽ ra những cái bông cái ha. Đó, thì đó là cái kinh nghiệm của mình. Thì các bạn xem video của mình á, thì với cái tinh thần là tham khảo ha. Tại vì có rất là nhiều bạn chia sẻ rất là hay luôn trên những cái kênh khác, thì các bạn có thể là tìm hiểu và các bạn theo dõi ha. Còn kênh mình á, thì làm chủ yếu á, là về những cái vấn đề về làm vườn, ví dụ như cây này cây kia cũng như là qua Tết nè. Còn bí hồ lô này thì ở giai đoạn này thì mình cũng đang trồng nên mình cũng chia sẻ cũng rất là nhiều ha. Mình thì chuyên về cây cà pháo cũng như là một số loại qua Tết ha, mình trồng cũng ít thôi. Nó thì bạn nào mà quan tâm thì hãy đăng ký kênh của mình ha, để kênh mình phát triển cũng như là tiện theo dõi ha, tham khảo ha. Còn bạn nào mà muốn vào nhóm á, mình có một cái nhóm chuyên về làm vườn các bạn. Thì bạn nào mà quan tâm thì các bạn có thể vào nhóm để chúng ta giao lưu ha. Ở trong nhóm của mình thì có rất là nhiều bạn là làm vườn luôn đó. Mình để nhóm ở bên Facebook ha. Đó, để bạn nào qua quan tâm thì hãy vào ha. Rồi thì video ngày hôm nay thì mình cũng đã trả lời cho một bạn tên là Hùng Vũ ha. Thì bạn nào mà có câu hỏi gì thì cứ bình luận bên dưới, thì mình sẽ rep câu hỏi vào mình trả lời cho các bạn nha.
rồi mình xin được mến chào.